đầu tiên Hoàng My được đến để gặp gỡ những người dân tộc ở miền núi và trao tặng những cuốn sách trong tủ sách đổi đời. Hoàng My cảm thấy rất là hạnh phúc, vinh dự, tự hào khi may được cùng tham gia hành trình từ trái tim của tập đoàn Trung Nguyên. Giáo dục về bắt đầu từ thế hệ nhỏ như thế này chắc chắn là sẽ rất là đem lại nhiều lợi ích về sau. Chúng tôi rất trân trọng cái tình cảm của tập đoàn Trung Nguyên Legend đã có một cuộc hành trình dài và đã tặng những cuốn sách quý cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Lạc Thủy. Những cuốn sách quý này nó sẽ là những cái trang hành trang góp phần nâng cao cái trình độ kiến thức của cán bộ chiến sĩ để góp phần vào quá trình thực hiện và đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên cái địa bàn được phân công của đồn biên phòng. Cuộc sống sẽ dần thay đổi tốt đẹp hơn và tất cả mọi chuyện sẽ đến nơi nắng.